Hello mọi người, giờ mình nấu nấu thịt thịt gì mà thịt bò thịt bò xào hành tây, thịt bò xào hành tây, đổ cái này vào không mà hành tây đây vào này. Đổ hết luôn à mà. Mình tao không mặn đâu. Mình ngon quá mọi người ơi. Xong đổ nó vào mà. Đổ này vào. Đó. Cái này ăn gì sao nó hỏng được? Đặt mùi thịt bò bỏ ra thôi. Ủa là sao? Mấy bộ thịt bò thôi nhưng mà nghe sao vậy? Nó đâu có hư đâu. Có ăn nãy giờ. Đây có ăn nãy giờ không? Ừ, đúng kia. Nay mẹ mình nấu nha mọi người. Cho thêm nước mình rồi. Đó. Thịt đang một phần đỏ xíu này. Đừng đẩy nó. Mình nấu xong rồi nha mọi người. Rồi bye bye mọi người nha.